the hardest thing about this job is you can't always save everybody. Sự ra đi của Gwen Stacy là điều không thể tránh khỏi và Spider-Man sẽ không bao giờ quên được cảm giác tận mắt thấy người yêu chết. Nhưng tại sao rõ ràng tơ nhện của Peter Parker đã bắt được người thương mà vẫn không thể cứu nổi cô? Xin chào anh em, đây là Messine và tôi lại mở một chuyên mục mới toanh ngon nghẻ phục vụ các ông đây. Mở hàng hôm nay sẽ là câu hỏi: vì sao Spider-Man không thể cứu sống Gwen Stacy? Liệu có phải chính anh góp phần vào cái chết của cô ấy? Và xin lưu ý, đây là sản phẩm research chỉ mang tính chất tham khảo và thảo luận thiện lành cùng nhau anh chị em gần xa nhá. Bây giờ thì bắt đầu nào. Câu chuyện bi thương này diễn ra trong The Amazing Spider-Man 2 khi Spider-Man và Green Goblin combat với nhau. Peter vừa phải để mắt đến đối thủ, vừa phải căng mình chống đỡ bánh răng đồng hồ vì chúng có thể cắt đứt sợi tơ nhện mà Gwen nắm lấy. Với sức ép khủng khiếp từ hệ thống đó, các trục xoay bung ra khiến Gwen lập tức rơi thẳng xuống. Để cứu người yêu, Peter phóng tơ nhện bắt lấy được cô. Nhưng cuối cùng Gwen Stacy vẫn chết. Tình huống này được bưng ra từ The Amazing Spider-Man số 121. Yêu tinh xanh đẩy Gwen Stacy khỏi cây cầu từ trên cao và Peter cũng dùng tơ nhện giữ Gwen lại. Và kết quả vẫn y vậy. Vậy điều gì khiến người nhện kỳ diệu lại chẳng thể làm được điều diệu kỳ nào cho Gwen Stacy? Anh em hẳn đã nghe đến hội chứng sợ độ cao Acrophobia. Đây là một trong những nỗi sợ phổ biến nhất thế giới. Ngay cả tôi cũng sợ cơ. Và điều khiến cho Acrophobia ám ảnh đến thế là việc ta có thể bị thương hoặc là nát bét như một quả cà chua khi rơi từ trên cao xuống. Tương ứng với chuyện đó thì ta sẽ có hai trường hợp khiến Gwen Stacy ra đi. Đầu tiên là gãy xương sống. Khi thả mình trôi tự do trong không khí thì các ông sẽ chuyển động với vận tốc cực kỳ cao, sau đó giảm xuống con số 0 ngay lúc tiếp xúc với đất mẹ. Sự va chạm đó tạo ra một lực cực lớn lên toàn bộ cơ thể, gấp nhiều lần trọng lượng body của anh em. Và với trường hợp của Gwen thì Wowie đã phải đến đón cô ấy. Lên tiếng đèn nè. Thử tính cùng tôi tốc độ Gwen Stacy rơi từ đỉnh tháp đồng hồ nhé. Ta có gia tốc trọng lực G là bình phương mét trên giây. H là độ cao mà cô nàng rơi xuống, cỡ 100m đi. Vậy suy ra, vận tốc Gwen và Peter đuổi bắt nhau là khoảng 158 km/h. Khủng khiếp! Rồi, giờ dùng định luật chuyển động thứ hai của Newton là F bằng ma. Cứ cho rằng Gwen nặng cỡ 50kg, đang rớt tự do với vận tốc 158 km/h và thời gian để sợi tơ nhện của Peter khiến người yêu dừng rơi là 0,5 giây. Ráp vô thì ta sẽ có được lực F tác động lên vùng eo và xương sống của Gwen. Vậy cô ấy phải chịu một lực kéo ít nhất là gấp chục lần cân nặng của bản thân. Đồng thời nó chỉ tập trung đúng một khu vực nên tiếng đập mà các ông nghe thấy có thể là tiếng xương của Gwen gãy gọn. Chắc có anh em đang liên tưởng đến nhảy bungee vì họ cũng nhảy từ trên cao xuống cùng với một sợi dây và thiết bị bảo hộ. Điểm khác biệt ở đây là người chơi môn bungee đã được chuẩn bị từ trước và tính toán cẩn thận mọi phương án nhằm giúp sợi dây căng ra vừa đủ, tránh được lực bật mạnh trong vài mili giây và họ được an toàn. Lực từ khi dây bungee chưa giãn hết cỡ đến giãn tối đa đều phân phối trong một khoảng thời gian dài hơn hẳn trường hợp của Peter và Gwen. Nhìn slow motion dài thế, chứ tơ nhện chỉ kịp tóm lấy eo cô ấy ngay tích tắc trước khi tạo lực kéo khủng khiếp ngược chiều rơi, đồng nghĩa là không đủ thời gian giúp Gwen sống sót. Một ví dụ nữa cho dễ mường tượng là thuật ngữ hiệu ứng whiplash. Whiplash là chấn thương do giật cổ khi đầu bị chuyển động đột ngột về một hướng và giật ngược chiều lại một cách nhanh chóng. Whiplash xuất hiện từ các tai nạn xe cộ này kia chứ không phải là do chủ động quẩy như là Binz Rap đâu nha mấy ba. Tùy vào mức độ mà vùng cổ sẽ tổn thương ở những mức khác nhau, yếu tố này được nhà văn Marvel Roy Thomas xác nhận. Ông chia sẻ rằng Peter lo sợ Gwen sẽ đập xuống mặt trước và bị thương nên mới dùng tơ nhện để giữ lại. Ừ thì đúng là đôi khi chính sức căng bề mặt của nước sẽ khiến chúng ta đau đớn phết. Nhưng việc Spider-Man tự tin vào tơ nhện của mình đã gây ra cú sốc cho bản thân anh và giết luôn cả người yêu. Tất nhiên, đường nào thì cô ấy cũng không thể sống sót. Cơ mà cái cảm giác bạn sẽ bảo vệ được cô gái cực kỳ quan trọng với mình lại bỗng chốc hóa thành chuyện góp phần tiễn cô ấy lên đường thì mấy ông sẽ thấy thế nào đây? Chết lặng đúng không? Thứ hai là chấn thương đầu. Cái này thì quá rõ rồi. Với việc phần eo bị giữ lại ở trường hợp trên, đầu cô ấy sẽ không thể dừng ngay lại và theo quán tính đập thẳng xuống nền đất. Tuy nhiên, vì khoảnh khắc Gwen mất mạng rất nhanh và cô ấy xõa tóc nên chúng ta không rõ liệu đầu của Gwen có chạm đất chưa. Cộng thêm việc không có cảnh máu đầu chảy ra khi Peter ôm người thương nên phần trăm cho chấn thương sọ não không cao bằng lý do còn lại.
có thể nói rằng chính việc Spider-Man cứu Gwen lại vô tình góp công vào cái chết của cô ấy. Mặc dù ở tự nhiên và cả ở thế giới siêu anh hùng viễn tưởng, tơ nhện đều có độ đàn hồi và co giãn cực kỳ tốt. Nhưng như tôi chia sẻ bên trên, chúng ta không có đủ thời gian để phân phối lực hợp lý lên cơ thể cô nàng. Nếu Peter có thể tạo ra một mạng nhện siêu to khổng lồ, đóng vai trò như đệm cứu hộ hay là bạt nhún, hoặc đủ không gian để đu xà hốt Mary Jane như trong quyển truyện số 127, thì có lẽ là mọi chuyện sẽ thay đổi rồi. Ví dụ đây, ở trong phần phim 2002, cùng với tình huống Mary Jane rơi từ tòa nhà cao tầng xuống, thì Peter lại thành công cứu được. Vì các yếu tố như độ cao, thời gian, việc phân tán lực khác hẳn, cho nên là Mary Jane đã bình an vô sự. Thì một phần là do cảnh rơi xuống cũng hơi giả chân một xíu nữa. Cơ mà sự việc tại The Amazing Spider-Man 2 xảy ra quá nhanh, chúng ta đành phải chấp nhận số phận thôi. Tôi vừa chia sẻ với anh em một số lý giải cho cái chết không thể tránh khỏi của Gwen Stacy. Đối với Messine thì đây là sự kiện đánh dấu sự trưởng thành hoặc trầm cảm cho Peter Parker, đồng thời tạo nên dấu ấn đặc trưng cho anh. Phần phim The Amazing Spider-Man 2 đã, đang và sẽ bị chê rất nhiều vì nhiều lý do, nhưng người nhện của Andrew Garfield mang lại cảm giác rất thân thuộc với bản gốc truyện tranh. Nếu nhện Tobey có cốt truyện hay nhất, nhện Tom có kho đồ chơi được bác Tony tài trợ ngon lành nhất, thì nhện Andrew xứng đáng được nhận giải có tuyến tình cảm và sự trưởng thành tốn nước mắt nhất. Các ông nghĩ sao về chiếc clip này? Hãy bình luận bất kỳ lời góp ý hoặc là ý kiến nào hay ho hơn cho tôi biết nhé. Ngoài ra, anh em còn có thể đề xuất các đề tài muốn tìm hiểu cho Messine nữa. Tôi rất mong chờ đấy. Hẹn gặp lại mọi người ở video kế tiếp. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho tôi nhé. Bye bye!